Yo, xin chào tất cả các anh em, chào mừng em quay trở lại với chuyên mục nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp Wyckoff và SMC. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới TMGM. Hiện TMGM đang có khuyến mãi bonus 30% cho khoản nạp từ 500 đô, bonus lên đến 10.000 đô. Các bạn hãy xem chi tiết ở link bên dưới ha. Như thường lệ thì trước mà anh em đang là cái đồ thị tuần của cặp Euro USD. Nguyên tuần vừa rồi thì mà tôi không có viết cái bài nhận định ở trên diễn đàn như mọi khi. Thì trader mà đúng không? Thì cũng cần phải nghỉ phép chứ đó ha. Ok, thì bây giờ hôm nay mình trở lại với cái đồ thị tuần của EU, thì các bạn thấy được là cái mà nhịp hồi lên á mà chúng ta đang có ở đây nó vẫn đang tiếp tục ha. Để mà label cho nó chính xác thì các bạn cứ bám theo đúng cái cách mà định nghĩa trước đây ha. Nó sẽ đi như thế này. Đây là một mặt xuống đây và bây giờ là đang đi lên và chưa có cái cây nến tuần nào để báo hiệu là đi xuống cả. Như vậy thì ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta vẽ cái swing nó như thế này á, thì cái kháng cự gần nhất mà các bạn có thể thấy được là nằm ở khu vực này. Ok, 1.0945, làm tròn 1.0995 ha. Rồi, như vậy thì liệu là cái cây nến tuần này nó có gợi ý rằng là sang tuần sau giá nó có thể sẽ giảm hay không? Thì về cái lý thuyết của price action thì rõ ràng là chúng ta thấy có cái áp lực mua lên, và sau đó thì cái áp lực mua lên này nó đã thất bại, nó không thể giữ được cái vận động giá ở phía trên cái kháng cự nào. Đây, kháng cự này ha, này đỉnh của cái nến tuần này. Thì khi mà giá nó không giữ được ở phía trên của cái kháng cự tuần này mà nó đóng cửa quay ngược trở lại á, thì cái việc đẩy lên và rút xuống như thế này, các bạn có thể xem nó là quét thanh khoản hoặc là fail break, hoặc là nói chung là người ta có thể sử dụng bất kỳ một cái định nghĩa nào hoặc là một cái từ ngữ nào gọi cái hành động giá này. Nhưng chung quy lại mà nói thì rõ ràng là đây đang thể hiện là có áp lực bán, đúng không? Tuy nhiên á, thì các bạn phải hình dung ra được á, có áp lực bán ở phía vùng mà giá trên cao này nó không đồng nghĩa với việc là nó sẽ duy trì được cái áp lực bán xuống dưới thấp ha các bạn, đúng không? Thì theo hôm trước tôi có nói với các bạn rồi ha, càng lên cao thì cái lượng bán nó sẽ càng nhiều và càng xuống thấp cái lượng mua nó sẽ càng nhiều đó. Thì đối với trong cái trường hợp này á, khi mà các bạn thấy giá nó đóng cửa nó chỉ là ở cái mức độ là ở hút giữa giữa như thế này, giữa một cái range của đáy và đỉnh như thế này, thì mình hiểu được rằng ở đây là cái vùng cân bằng tạm thời, đúng không? Ở phía trên này có áp lực bán, đó là điều không thể chối cãi, đúng không? Và chúng ta cần muốn biết được là liệu là cái áp lực bán này á nó có tiếp tục duy trì để mà nó đánh bại được cái áp lực mua đã xuất hiện trước đó ở vùng ở dưới thấp hay không. Các bạn nhìn lại này, đó rất là dễ thấy đúng không? Cái này liên quan tới price action ha. Ok, ở đây chúng ta thấy có áp lực mua đúng không? Lên đây chúng ta thấy có áp lực bán đúng không? Và cái nến khi mà nó đóng quanh quanh ở cái vùng giữa này thì cái vùng này hiện tại là vùng cân bằng thôi, chứ nó không thể thể hiện được quá nhiều những cái tín hiệu để cho chúng ta có thể tiếp tục chúng ta follow gì đó ở trong tuần sau. Rồi, như vậy thì cái câu hỏi là liệu là cái áp lực bán nó có tiếp tục duy trì để nó xuyên qua cái phòng ngự của cái phe mua trước đó ở cái vùng 1.046, 047 này hay không? Thì thực ra bây giờ mình đâu biết đúng không? Như vậy chúng ta cần phải quan sát thêm ha. Đó là lý do vì sao mà nhiều khi á là các bạn sẽ giống như kiểu như là bị có những cái suy nghĩ nó bị sai đi á, trong cái quá trình mà các bạn follow theo các reaction. Rồi, như vậy thì á cái áp lực bán xuất hiện này nó một lần nữa nó confirm cho cái việc là trước đó ở cái vùng phía trên này là áp lực bán khá nhiều ha. Được chưa? Nó confirm cho cái việc đó. Thì bây giờ nó chỉ còn có một cái nói chung là gì, nó gọi là nó còn có một cái bước cuối cùng để nó confirm rằng là áp lực bán này nó sẽ được tiếp tục duy trì mà thôi. Thì các bạn, khi các bạn nhìn thấy được cái việc là giá cứ rút chân giống như thế này, thì ở đây á, chúng ta hiểu được á, là những cái lực mua chủ động đẩy lên nó đã bị cái đám bán thụ động ha, những cái lực mà chất limit ở đây nó hấp thụ hết. Và cũng tương tự giống như vậy, cái lực bán chủ động ở phía bên này nó đã bị những cái lực mua chủ động hấp thụ hết. Như vậy á, có thể nói rằng á là những cái người mà người ta đặt cái limit người ta mua ở đây nè, đúng không? Cái việc mà đánh lên của người ta nó cũng không suôn sẻ lắm, các bạn thấy chưa? Việc đánh lên của người ta cũng không suôn sẻ lắm ha. Cho nên á, mình cũng không thể nào mặc định là ok lên đây rồi
hấp thụ xong rồi đi xuống là nó sẽ lại tiếp tục suôn sẻ đúng không? Rồi chúng ta cũng không chắc được là những cái liệu những cái người mà ta limit ở bên này là người ta có unload, tức là người ta có dỡ cái lượng hàng người ta đang có ở phía bên tay phải này hay không, được chưa? Như vậy thì tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy được á là trên này có áp lực bán, dưới này có áp lực mua, khúc giữa đang cân bằng. Rồi đi về đâu thì giờ chưa biết, nhưng mà rõ ràng á, để mà đánh vỡ được cái sự cân bằng này đúng không, thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần cái lực mua hoặc cái lực bán chủ động á, nó phải áp đảo hoàn toàn so với lại cái đám đặt limit. Thì nếu như mà các bạn có học những cái lý thuyết hoặc là các bạn có sử dụng những cái book map, heat map gì đó, thì các bạn cũng sẽ thấy mấy cái line ở trên dưới như thế này, nó giống như vậy, nó đại diện là có một đám limit đặt ở đây. Thì cái màu sắc của cái line đó thực ra nó thể hiện là có bao nhiêu cái khối lượng được người ta đặt mua, nhưng mà mình không nhìn thấy, mình cũng có thể nhìn vô cái hình này là mình thấy rồi, rất là rõ ràng đúng không? Đẩy lên đây, hốt không hết cái đám đó thì phải bị nhả về thôi chứ đâu có gì đâu đúng không? Cũng tương tự như vậy ha, đẩy xuống dưới đây hốt không hết được cái đám mà đặt limit như vậy thì nó cũng sẽ bị nhả về. Còn thực ra cái quan trọng mà các bạn phải chú ý không phải là cái chuyện ở trên đây người ta đặt mua bao nhiêu, mà là sau khi á giá nó đẩy lên đây, nó hấp thụ xong, nó đẩy xuống dưới rồi, cái lực mua và bán chủ động á nó sẽ hành động như thế nào. Tại vì nếu như không có lực mua bán chủ động, tức là không có một cái market order á, thì giá nó sẽ không bao giờ chạy lên để cho mấy người hấp thụ. Chuyện đó là chuyện rất là bình thường đúng không? Và cái thứ hai nữa, cái chuyện mà đánh lên đây hốt đi một phần rồi đúng không, xong nó lùi xuống, đánh lên hốt một phần lùi xuống, điều đó không có nghĩa rằng là người ta sẽ sẵn sàng là người ta bán xuống nha các bạn ha. À, không có nghĩa là người ta sẵn sàng người ta bán xuống ha, đó có thể nó sẽ là một câu chuyện rất là khác. Ok rồi, như vậy đầu thị tuần thì đó, không có gợi ý cái hướng tiếp theo, nó vẫn chỉ là giai đoạn sideways thôi, cho các bạn tránh là nhầm lẫn ha, vô lệnh sớm đặt cái stop loss đây coi chừng trở thành thanh khoản đó. Ok rồi, chúng ta vào đồ thị ngày, chúng ta có gì fail break như bình thường. Tuy nhiên thì các bạn phải hình dung mà được ha, mặc dù á là mang tiếng là fail break nhưng mà rõ ràng á ở bên đây chúng ta có break up structure và chúng ta có change of character. Có nghĩa là gì? Ở đây các bạn đã có là hai cái đỉnh cao hơn, hai cái đỉnh cao hơn này nó đại diện cho gì? Cho xu hướng tăng ha. Đây đỉnh này phá bên này, đỉnh này phá bên này, hai cái đỉnh cao hơn đã đại diện cho xu hướng tăng rồi. Tuy nhiên á, là nếu như chúng ta nhìn vô cái hành động giá như thế này á, thì theo mình nghĩ rất là khó để chúng ta công nhận cái sức mạnh của xu hướng tăng này đúng không? Đúng không? Chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta nhìn thấy giống như kiểu như sideways để chuẩn bị đi xuống nhiều hơn là một cái xu hướng tăng mạnh nó đi lên. Trừ phi chúng ta thấy có một cái cú break rất là mạnh mẽ again, thì lúc đó maybe là chúng ta sẽ cân nhắc cái chuyện là ok, xu hướng tăng nó quay trở lại trên cái đồ thị ngày. Còn ở như mức hiện tại, được chưa? Thì chúng ta đang có thể là đang ở trong một cái giai đoạn sideways thôi. Rồi, nhưng mà sideways thì nó cũng khó, chứ không phải là cứ sideways là sẽ ngon đâu đúng không? Rõ ràng giá dừng ở đây thì rất là khó để chúng ta có thể quyết định là nên mua hay nên bán. Rồi, ở trên cái đồ thị ngày đồng thời các bạn cũng có thể thấy được á, là ở đây chúng ta có một cái nhịp giảm gồm 3 ngày đúng không? Khối lượng gộp vô cũng khá lớn, điều này cho thấy là gì? À, áp lực bán có gia tăng, đúng không? Nhưng mà nó lại dừng rồi ha, chúng ta đang có 2 alo. Đang có 2 alo. Như vậy thì cái 2 alo này cộng với việc áp lực bán gia tăng, cộng với việc là gì? Càng xuống dưới nó bắt đầu xuất hiện cái lực mua nè. Đó, thì nó đang gợi ý rằng ở dưới này có thể là phe mua đang làm gì đây? Nâng chiến tuyến lên ha, phe mua đang nâng chiến tuyến lên. Các bạn có hiểu được cái ý nghĩa của việc phe mua nâng chiến tuyến lên hay không? Thật ra nó rất là đơn giản. Hồi trước thì người ta đặt limit ở dưới này, sau đó người ta đặt limit cao lên, bây giờ ta tiếp tục đặt limit cao lên, còn cái lực bán xuống làm sao? Cái lực bán xuống nó đang không thể nào mà xuyên qua được những cái phòng tuyến này đúng không? Mạnh thấy không? Ha, gợi ý rất là nhiều thứ nha trên cái vận động giá. Ok rồi, với cái dạng vận động giá như thế này á thì bây giờ tạm thời á là các bạn sẽ không thể bán được, tại vì nó đang đáy đỉnh cao lên mà các bạn đi bán là dở rồi. Nếu như mà chúng ta muốn bán, nha, mình nói lại ha, thì các bạn tối thiểu phải nhìn thấy có một cái chuyển biến gì đó ở cái khúc đỉnh cũ như thế này, để sao nó phải tạo ra được một cái lower high đi ha. Nó phải là một cái lower high, có nghĩa là điều này đồng nghĩa với việc là tôi sẽ kỳ vọng là sang tuần á giá nó sẽ đẩy lên lại và sau đó nó tạo một cái lower high để nó kết thúc cái nhịp điều chỉnh này và nó đi xuống. Nhưng mà mặt khác cái việc mà nâng đáy lên này nó cũng sẽ tạo điều kiện cho buyer ha, nó tạo điều kiện cho buyer. Như vậy thì rõ ràng
Ở đây khi mà chúng ta vẽ cái mũi tên là kỳ vọng hướng lên trên này rồi tạo low high đi xuống, nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tìm kiếm một cái setup buy ở cái vùng dưới này hướng lên cái vùng trên kháng cự này ha. Rồi sau đó từ trên vùng kháng cự này chúng ta sẽ liệu cơm gắp mắm, ví dụ như nó có một cái mô hình giống vậy ở trên cái vùng thấp hơn thì chúng ta có thể sẽ sell được chưa. Nó hoàn toàn có gì ngược hết ha. Ok, tiếp tục đi xuống khu thấp hơn để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn được cái bức tranh này cũng khá hiện thực đây. Các bạn có thể thấy được ở đây chúng ta có cái gì, hai cái sóng bán đúng không, cái sau gọi là khối lượng gộp vô nó to hơn cái trước, nhưng mà rõ ràng là hai con hàng này á thì có sự tương phản về kết quả đúng không. Bạn này giảm rất là căng, ba cái nó liên tục biên độ rất là giãn, gồm có rất nhiều fair value gap các kiểu đúng không, nhưng mà các bạn tiếp theo cái sóng bán tiếp theo đi xuống là hoàn toàn không có gap, không có gì cả. Điều này cho thấy là gì, xuống dưới này là người ta chất hàng và người ta mua khá là nhiều, cho nên nó mới hình thành cái tín hiệu này. Như vậy thì ở đây á, khi mà các bạn chọn một cái fair để các bạn theo cái đồ thị á, thì các bạn cần phải làm rõ được cho mình á là những cái vùng đánh nhau quan trọng và những cái vùng nào mà nó có ít kháng cự. Ví dụ ít kháng cự là đây, phe bán áp đảo hoàn toàn phe mua tạo ra một đống gáp như vậy, thì nếu mà các bạn muốn bán thì phải lên tới cái vùng ở trên này các bạn mới được quyền cân nhắc bán. Còn ở dưới cái vùng như ở dưới này, các bạn thấy cái sự khó khăn của phe bán đúng không, trong cái việc mà xâm chiếm vào lãnh thổ của phe mua, thì các bạn phải hình dung mà được ở dưới này chính là cái vương quốc của những cái người mua, và chúng ta không có đi bán ở cái vùng ở dưới này, các bạn hình dung được không? Tuy nhiên á, ở cái khía cạnh ngược lại ha, để mà đánh giá được xem là phe mua có thực sự mạnh hay không, thì các bạn cần phải để ý là ở dưới này hoàn toàn không có gap gì cả, phe mua cũng rất là khó khăn trong cái việc đẩy giá lên, các bạn thấy không? Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hoàn toàn đây có thể sẽ chỉ là những cái nhịp gọi là hấp thụ ngược, nghĩa là sao? Phe bán ở cái vùng trên này nè, họ dời cái chiến tuyến xuống dưới này, đó. Như vậy thì khi mà họ dời cái chiến tuyến xuống dưới này á, thì chúng ta cần phải xác định cho mình các cái bước tiếp theo là giờ tiền nó sẽ đặt ở đâu. Thì các bạn thấy ở đây nó có cái đẩy lên và xuống, thì maybe là tiền nó sẽ đặt phía trên cái ngưỡng này, à, có rất là nhiều tiền. Nếu như mình là một cái người muốn gom thanh khoản để mà tiếp tục chặn đường bán xuống đúng không, thì cách tốt nhất là gì? Dụ cho nó đánh, dụ cho người ta buy ở trên này đúng không, để sau đó mình xếp đóng limit ở đây để mình bán xuống, thì như vậy là mình sẽ hấp thụ hết được cái lực buy, cái lực mua chủ động này, nó sẽ tạo ra một mớ thanh khoản để chúng ta có thể đánh xuống, được chưa? Như vậy thì quay ngược trở lại ha, khi mà các bạn nhìn thấy những tín hiệu như thế này, vùng dưới này là không thể bán, chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng, nếu muốn bán cái vùng ở trên này mới là vùng thích hợp. Rồi liệu là giá nó có thể đẩy lên đây được hay không cũng không biết, nhưng mà rõ ràng á có một điều là gì, phe mua đang gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi khó khăn đó, ngoài ra trong những cái khó khăn đó thì chúng ta còn đọc được gì, khi mà các bạn đọc shape reading các bạn sẽ thấy được, ví dụ như đây chúng ta có một cái cây nến này, thấy không, cái volume nó rất là bé so với bên đây, chúng ta cũng có một cây nến tăng volume nó rất là lớn đúng không, bạn thấy không, cái volume không cho lạch ha. Rồi khi mà chúng ta so cái kết quả, cái nỗ lực của bên này á là nó cao hơn cái bên này rồi, thì cái kết quả là sao? Ông này á, thì đóng kịch kim đúng không, ông này thì lại đóng về khúc giữa. Điều này cho thấy gì, phía trên này là có seller ha, là có seller, và chưa kể cái chuyện đó là cái cây tiếp theo nó giảm xuống, mà chúng ta thấy là gì, là seller nó cũng quay trở lại rồi. Như vậy thì với những cái đám seller sớm ở đây nè, nó hoàn toàn có thể sẽ tạo ra thanh khoản phía trên này theo đúng cái lý thuyết như vậy. Rồi như vậy thì liệu là người ta có thể tiếp tục đánh lên để mà hạ xuống hay không, thì mình nghĩ là có rồi đó ha. Ok, như vậy trên cái khung H4 á, thì các bạn có thể thấy được là cái việc mà nâng đáy nó cũng khá là rõ ràng đúng không, nâng đáy nó khá là rõ ràng. Nếu mà chúng ta xác định những cái ngưỡng hỗ trợ sai, mà các bạn ví dụ như các bạn vô, các bạn mua ở cái vùng gap này ha, và mua vùng gap này và bạn đặt stop loss ở đây, thì các bạn sẽ thấy được là nó về đụng có maybe là nó sẽ hit stop loss của bạn, maybe là không ha, có thể không thì tạm thời ha, những cái người mà mua ở đây nè, mua sớm ở chỗ này limit đó, thì chưa bị hit stop loss, cứ coi như vậy đi ha, chưa hoàn toàn sai, được chưa? Rồi thanh khoản chính của họ, tức là phòng tuyến dưới cùng của họ sẽ là vùng dưới này. Cái cách xác định quá là dễ đúng không, khi mà nó break đỉnh thì các bạn kéo một cái ô từ bên đỉnh này qua bên cái đỉnh bên này, cái mức nào thấp nhất thì đó chính là cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng, thì đây chính là cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng nè, được chưa? Và cái ngưỡng này là chưa bị xâm phạm ha, chưa bị xâm phạm thì chúng ta vẫn coi đây là một cái cấu trúc tăng. Rồi như vậy thì sang tuần đây sẽ là một cái kháng cự để phe mua có thể công phá. Trước đó chúng ta thấy áp lực bán áp đảo hoàn toàn với lại những cái áp lực mua. Vậy thì liệu là họ sẽ còn duy trì cái tình trạng này hay không? Không biết.
tới đó mới biết. Như vậy ở đây các bạn chú ý mình đang coi khung H4, thì trên cái khung H4 này khi mà giá nó vận động lên cái vùng ở phía trên này, khi mà giá nó vận động lên cái vùng phía trên này mà những cái khung thấp hơn, ví dụ như là M15, M30, H1 whatever ha, nó có những cái tín hiệu để cho thấy cái nhịp tăng này nè nó kết thúc. Nhịp tăng kết thúc thì sao? Đẩy lên đúng không? Break up structure đúng không? Hồi lên tạo đỉnh thấp hơn đúng không? Break down chain of character, đây chính là confirm cho nhịp tăng kết thúc, là các bạn có thể vô sell. Các bạn có thể vô sell ha. Ok. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cứ làm như vậy là sẽ chắc thắng 100% nha các bạn. Mình chỉ có thể dựa vào những cái setup quen thuộc của mình để mà mình vào lệnh thôi ha. Ok. Rồi, trên khung H1 chúng ta có cái gì? H1 thì bán rất là nhiều đúng không? Khá là rõ ha, bán rất là nhiều, tạo cái đáy rất là kém. Đáy này có khi là, đúng rồi, nó là một cái đáy cao hơn. Đây là một cái đáy cao hơn, thì một cái đáy cao hơn kèm với cái việc là giá nó đẩy lên như thế này thì rõ ràng là gì, có cái sự hấp thụ cung và phe mua đã trở lại. Như các bạn đang thấy ở đây, chúng ta trong cái những cái sóng đánh lên này, nỗ lực quay trở lại này, thì chúng ta không có gap. Không có gap thì cũng rất là khó nói là liệu là nó có cái sức mạnh nó đẩy lên hay không ha, rất là khó nói để chúng ta nhận biết được cái sức mạnh của nó. Maybe là nó sẽ di chuyển như thế này đấy các bạn, nó là khó ha. Rồi như vậy thì mua thì maybe có thể cân nhắc tại một tí, ví dụ như đây chẳng hạn này ha, đây có thể sẽ là một vùng mua, các bạn thấy nó đẩy giá lên nè. Ở đây chúng ta có một cái sóng bán đẩy sóng mua đẩy lên ha, tạo áp lực rất là dữ dội đúng không? Thì về test cái này rồi liên tiếp khá là hợp lý, stop loss ngay dưới này. Đây có thể sẽ là kèo đầu tiên thử lên cái vùng order block của H4 ở phía trên. Được chưa? Thì đó là cái cách mình xây dựng cái kịch bản đó. Thì rồi tuần vừa qua xem nào. Tính ra chạy vô ngó nghiêng nghiêng gì đó xong rồi quốc đại cái cây đánh dấu vậy mà nó vẫn hiệu quả ha. Chỗ này đánh xuống đi lên một nhịp khá là đẹp đúng không, lên trên này quét đỉnh hốt gì đó đổ xuống nhịp khá là đẹp. Đây dĩ nhiên là đang đổ mạnh sideways hướng lên, đi xuống là phải sell rồi ha. Sell tới bên đây, chỗ này bữa hôm đó là mình nhìn qua bên trái nè. Đúng rồi, tới đây thì mình cược nó hồi ngược trở lên lại cũng khá là hợp lý rồi. Ok, đó là EU. Tuần sau chúng ta sẽ hướng lên cái vùng ở phía trên này, các bạn nhớ ha, chúng ta sẽ kiếm một cái lệnh mua lên đây, xong từ trên này chúng ta sẽ quan sát để xem chúng ta sẽ có bán xuống hay nó sẽ xuyên qua cái kháng cự này để mà nó hình thành một cái gì xuống tăng luôn. Các bạn chú ý ha, không nhất thiết là cái dạng mà dao động như thế này nó sẽ form thành một cái gì continuation đi xuống ha. Khi nào mà nó break down nó đi xuống thì lúc đó chúng ta mới ok, cái này là continuation. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà nó đi như thế này rồi nó đẩy thẳng một cái ào lên thì các bạn phải biết rằng đó là sự trở lại của xu hướng tăng. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần những cái định nghĩa mang tính cứng nhắc ha, mang tính cứng nhắc, không có flexible gì hết á. Có đúng định nghĩa làm thực hiện thôi để mà chúng ta nhắc nhở chính mình á là đừng có cuốn vô một cái chiều nào cụ thể hết. Chúng ta nên nhìn ở đây, ok, giá nó lại mở đỉnh cao hơn có nghĩa là gì, là phe bán đang phải lùi lại đúng không, rồi giá nó đạo đáy cao hơn là gì, là phe mua đang nâng lên, nâng phòng tuyến lên. Và ở chiều ngược lại cũng tương tự như vậy đúng không, khi mà giá nó mở cái đáy thấp hơn có nghĩa là phe mua đang phải lùi lại, phe mua đang phải lùi lại, những cái lệnh mà chất ở dưới để hỗ trợ đã bị hấp thụ hết bởi cái lực bán chủ động. Mà các bạn biết rồi đó, lực bán chủ động và lực mua chủ động mới là hai cái lực chính để mà họ có thể move cái thị trường khiến cái giá nó tăng với giảm. Còn cái đám mà limit á, cơ bản mình có thể hiểu đó chỉ là thanh khoản thôi ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua con GU ha, GU ha. Rồi GU thì có vẻ là nó không có được tốt đẹp giống như EU. Bán lên rất là nhiều nhưng mà làm sao, bán lên rất là nhiều nhưng mà đang tạo đáy đang tạo đỉnh thấp hơn rồi đây nè. Rồi chúng ta có thể form ok, đây sẽ là một trường hợp mà các bạn sẽ thắc mắc nè. Trong cái quá trình mà các bạn xác định cái đáy đỉnh của một cái swing á thì các bạn có thể hình dung lại, thì thực ra nó cũng đơn giản vậy thôi, này vẫn đáy thấp dần, đáy thấp dần, đáy thấp dần đúng không, qua đây nó mở đỉnh cao dần và có đáy cao hơn thì chúng ta đẩy lên đúng không, qua bên cây tiếp theo nó làm gì, đáy và đỉnh thấp xuống thì chúng ta đẩy xuống đúng không. Rồi qua đến cây này thì cái gì, đáy thấp hơn và đỉnh cao hơn, vậy thì chúng ta làm sao? Thực ra theo nguyên tắc của mình á,
lúc đầu mình nói với các bạn là gì, đã đang hướng xuống thì chúng ta chỉ quan tâm là nó có mở được đáy thấp hơn hay không, đúng không? Mình không quan tâm cái chuyện nó có ở đỉnh cao hơn hay không, bởi vì nó đang đi xuống. Cho nên đối với trường hợp này ha, vẫn là đi xuống, ok chưa? Còn sang tuần nó có đi lên hay không thì ai biết được ha. Rồi đối với lại GU thì nó cũng khá là dễ cho chúng ta một tí trong cái việc nhận định, đó là trong cái dạng nhận định, có nghĩa là các bạn đứng độc lập so với thị trường. Chứ còn nếu mà các bạn mà tính correlation, một con EU đang hướng lên, một con GU đang hướng xuống như thế này, các bạn sẽ rất là dễ bị lẫn lộn ha. Ok, thì bây giờ GU đang hướng xuống, áp lực bán đã thể hiện khá là rõ đúng không? Áp lực bán thể hiện khá là rõ, phe mua có nhoi lên nhưng mà thất bại và đi xuống. Như vậy thì ở đây á, chỗ này nè, các bạn có thể thấy được là nếu như các bạn vẽ một cái khung này từ chỗ này qua thì các bạn sẽ thấy là áp lực bán rất là rõ đúng không? Đẩy lên là bị rụt cổ về, qua đây cũng tương tự giống vậy nè. Thấy không? Đẩy lên là bị rụt cổ về. Như vậy thì áp lực bán là có rồi đó. Rồi tiếp theo là họ có duy trì được cái lực bán đó để mà tiếp tục đi xuống hay không, hay là đây chỉ là một cú lừa ha. Ok. Rồi thị trường nó chỉ gợi ý cho chúng ta đến thế thôi chứ còn không thể nào mà kỳ vọng được nhiều hơn đâu nha các bạn. Ok, quay lại đầu tiên ngày chúng ta có cái gì? Một cái nhịp đẩy đẩy lên, đúng chưa? Một cái nhịp mua đẩy lên. Gap không có gap, phá vỡ được rồi đúng không, nhưng mà không có phá vỡ lần thứ hai, không có change of character, tức là không có đỉnh thứ hai cao hơn. Do vậy ở trong cái tình trạng này các bạn thấy được là giá về cơ bản nó chỉ là gì, là sideways, là sideways không rõ xu hướng ha. Ở đây break up structure là đã chúng ta đã tạm dừng cái xu hướng giảm, chúng ta không có một cái sự xác nhận về xu hướng tăng mà chúng ta đang ở trong trạng thái sideways. Đối với trạng thái sideways này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, nó có hai kịch bản thôi, rất là bình thường. Sideways chán đi lên thêm cái nữa, change of character vô confirm xu hướng tăng. Thì vấn đề mà nói á, vấn đề đáng nói ở đây là cái gì, cái dạng vận động như thế này ha, cái dạng vận động nó như thế này cộng với lại cái việc mà sideways như thế này, nó lại cũng lại mai mại giống như cái chuyện là nó sắp đảo chiều để nó tăng lên, đúng không? Các bạn thấy không, nếu mà các bạn chơi sóng Elliott Wave á, chúng ta cái gì, sóng một đúng không, sóng hai nè đúng không, sóng 3 đẩy lên, break break lên này đúng không, thì sóng 3 đẩy một cái ào lên rồi sóng 4 sideways rồi đi lên tiếp đó. Như vậy thì nếu như mà chúng ta nhìn vào trong cái đồ thị như thế này, chúng ta coi qua phía bên tay trái, chúng ta thấy kháng cự tuần, chúng ta thấy kháng cự ngày, chúng ở quên hỗ trợ tuần, hỗ trợ ngày chứ, chúng ta thấy hỗ trợ tuần, hỗ trợ ngày tùm tà la, chúng ta nhìn cái nhịp giảm như thế này so với lại cái nhịp tăng như thế này, chúng ta thấy cái vận động giá như hiện tại của GU như thế này, hoàn toàn chúng ta có thể rất là dễ dàng để liên tưởng đến cái việc là giá nó sẽ tiếp tục tăng trong tuần sau, đúng không? Rất là dễ để chúng ta có thể liên tưởng đến cái việc là giá nó sẽ tiếp tục tăng trong tuần sau. Như vậy thì cái việc mà nhìn đồ thị ngày nó gợi ý rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần sau, nó có vẻ như là nó lại trái ngược với lại cái vận động giá mà chúng ta thấy trên đồ thị tuần. Như vậy thì nghe nào, giờ không nghe nào hết. Khung chính của các bạn là khung nào, là khung H4. Các bạn có thể là ngó lên trên đồ thị ngày hoặc ngó lên trên của đồ thị tuần, chúng ta coi cái cấu trúc tổng thể của nó, nhưng cái xu hướng chính của các bạn vẫn là khung H4 hả. Và ví dụ như các bạn nào đánh khung H1 thì các bạn cứ theo đúng khung H1. Cái những cái đồ thị ở phía trên cao này nó chỉ cho các bạn có một cái bức tranh là nó tương đối là gì, tương đối tổng thể thôi, nó gợi ý với các bạn là nên làm gì tiếp theo. Thì ví dụ như trong trường hợp này của chúng ta nè, sideways như thế này thì thực ra không làm gì hết đó là chắc cú nhất đúng không, không làm gì hết là chắc cú nhất. Các bạn thấy đổ xuống nè, ở bên đây trong cái nhịp đổ xuống, cái này có phải là từ tuần trước rồi, đúng rồi, từ tuần trước rồi nè, trong cái nhịp đổ xuống nè nó tạo ra một cái gap đúng không, và hiện giờ nó đã test cái gap nó xong rồi đúng không, nó đổ ngược trở xuống nữa, các bạn thấy không? Test gap xong rồi, nó bây giờ nó đổ xuống nè, trong quá trình đổ xuống nó chưa có phá vỡ được cái gì hết đúng không, chưa có phá vỡ được cái gì cả. Chúng ta cũng có một cái đoạn gap nhỏ nhỏ ở chỗ này, chúng ta có một cái đoạn gap nhỏ nhỏ ở chỗ này, các bạn thấy không? Như vậy thì bây giờ á, là liệu là những cái đoạn gap này này nó có tiếp tục là duy trì được hay không, có nghĩa là lên đây test cái gap xong breakdown đó, breakdown thì không biết được, 3 tuần mới biết. Nếu mà nó breakdown nó đánh thủng cái ngưỡng hỗ trợ cứng của khung cứng không, ok cũng tính cứng ha, tại vì sao, cái hỗ trợ này nó dẫn đến cái việc là break cái cấu trúc giảm. Ok, như vậy thì nếu mà nó breakdown thì chúng ta có thể yên tâm là chúng ta sell, hiểu chưa, chúng ta có thể yên tâm chúng ta sell. Trong trường hợp ngược lại, nếu mà giá nó quay ngược trở lên đây thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc là ok, maybe đây là 1, 2 và 3 là đi lên luôn. Tuy nhiên á, là
kể cả là dẫn đánh sóng Elliott quay đi chăng nữa thì thông thường mình vẫn khuyên là các bạn nên chờ break cái kháng cự ở phía trên này rồi chúng ta mới cân nhắc cái chuyện là chúng ta vào chúng ta mua ha. Còn như nhìn ở khung ngày như thế này mà chúng ta vào mua ở đây á thì rất là dễ trở thành thanh khoản. Rồi quay trở lại câu chuyện thanh khoản thì các bạn thấy được là nếu như mà trong trường hợp mình muốn đánh lên đúng không, nếu mà trong trường hợp mình muốn đánh lên thì cân nhắc này, các bạn nhìn thấy nè, áp lực bán nè, cái áp lực bán các bạn thấy không, nó đã khá là yếu đi rồi đúng không, khá là yếu đi rồi. Và bây giờ chúng ta cần cái gì, cần phe mua thể hiện được cái sức mạnh đó hả, chúng ta cần phe mua thể hiện được sức mạnh đó để nó chuyển hóa thành một cái dạng đảo chiều, được chưa? Trong khi đó thì bên phía bên tay trái này chúng ta vẫn chưa thấy có cái sức mạnh tương đối rõ ràng của phe mua đúng không. Cái phe value gap này á, là nó có test một lần đẩy lên trên đây và nó quay ngược trở lại đây, nó vẫn còn đang giữ lại được đúng không, nó giữ lại được. Nhưng mà về nguyên tắc thì rõ ràng là cái gì xài rồi thì mình không có xài lại nữa hả. Cái phe value gap này chúng ta nó xài xong rồi, các bạn xài xong rồi nè, mình không có xài lại nữa, cho nên là mình không có kỳ vọng là tiếp tục cái chỗ này nó sẽ holding đúng không, nó không có, mình sẽ không kỳ vọng như vậy ha. Ok, như vậy thì rõ ràng đồ thị ngày và đồ thị tuần đang chõi nhau, nó cũng sẽ không cung cấp cho chúng ta được một cái gì đó cụ thể cả. Ta cần phải đi vào những khung thấp hơn để chúng ta quan sát. Thì đây, trên khung H4 các bạn có thể thấy là sau khi breakdown nè, các bạn thấy không, mình có label ở đây, đó là H4 Strong. Thì đây chính là cái label của tuần trước. Sau đó giá đẩy lên làm sao, test lại cái vùng fair value gap phía trên này các bạn. Này, vẽ cho chính xác tí ha. Nguyên cái đoạn đây tới đây là một cái gap này, đó, bạn thấy không? Đây xuống đây là một cái gap này, đó, thì nó lên test lại phải đi gap và nó đẩy xuống. Thì nó cũng tương tự giống như lúc nãy mà các bạn nhìn cái đồ thị ngày của đồ thị ngày H4 thôi. Hình như là H4, cái đồ thị H4 của EU nó cũng tương tự giống vậy đúng không? Nó mở một cái gọi là sóng bán rất là kinh khủng xuống dưới, nhưng mà đi xuống cái vùng dưới này thì sao? Vấp phải cái sự chống trả rất là quyết liệt, đúng không? Có phải sự chống trả rất là quyết liệt của phe mua, limit rất là nhiều ha, nó không đẩy xuống tiếp được. Nhưng mà khi nó dòng lên nó test lại thì sao, trên này tiếp tục là gì, xối hàng vô đầu bán tiếp, bạn thấy không? Thì tương tự giống vậy ha, đây chúng ta cũng có là chỉ bán xuống ở cái nhịp đầu rất là căng, rất là mạnh đúng không, nhưng ở cái nhịp sau lại chút lại tiếp tục là nhìn thấy là gì, sự chống trả quyết liệt của phe mua. Tuy nhiên á, ở trong cái trường hợp này của EU là các bạn phải thấy được á, là nó có sự khác biệt khá là rõ ràng này đó, nó khá là rõ ràng là chúng ta là sao, mở đáy mới rồi đúng không? Nếu mà chúng ta cân nhắc về cái chuyện là đáy và đỉnh đúng không? Thì các bạn có thể thấy được là cái việc mà mở đáy mới này nó khiến cho cái cấu trúc của trên H4 á, là về cơ bản có thể xem là đang là cấu trúc giảm đúng không? Đang là cấu trúc giảm, đáy thấp hơn có rồi, cả đống luôn ha, cả đống đáy thấp hơn luôn ha. Rồi như vậy thì đối với lại mặt hàng này, đối với lại vận động giá như thế này, đối với đám pin vai như thế này, chúng ta cũng có thể thấy được rằng khá là rõ trên đây sẽ là có một mớ thanh khoản. Như vậy điều mà chúng ta thắc mắc là liệu á là nó có làm lại một cái trò giống vậy nè, đẩy ngược trở lên ha, đây đây quay này, đẩy ngược trở lên đây rồi đi xuống giống như nó đã từng trước đây hay không. Như vậy thì ở đây khi mà các bạn xây dựng một cái kế hoạch giao dịch cho bản thân mình á thì bạn có thể hình dung mà được, ok, khung D và khung vần là không có gợi ý gì cho chúng ta đúng không, sideways rất là khó chịu ha, thì chúng ta sẽ bám theo cái khung H4 như thế này. H4 đang xuống thì chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta bán. Bán ở đâu? Chúng ta sẽ bán ở cái vùng mà trước đó phe bán nó áp đảo hoàn toàn phe mua. Đây mới là cái vùng mà chúng ta muốn thấy. Còn nếu trong những cái trường hợp khác, ví dụ như chị sideways đây rồi tiếp tục breakdown thì chúng ta cũng tương tự như vậy ha. Đây sẽ là những cái vùng mà phe bán áp đảo phe mua mới. Chúng ta sẽ chờ giá nó hồi lên để chúng ta tiếp tục bán xuống. Phải nhớ điều đó ha. Nếu như mà chúng ta không thể kiên trì để chúng ta chờ để giá nó quay lên cái vùng mà cái phe thắng trước đó nó áp đảo cái phe còn lại. À, ví dụ trong trường hợp mua lên vậy thôi, nếu không thể chờ nó về lùi về đây được thì sẽ rất là khó để chúng ta có một cái vị thế tốt thì chúng ta có thể vào chúng ta giao dịch ha. Ok, đối với lại cái đồ thị H4 này của GU á thì rất là khó để chúng ta có thể mở lệnh mua lên. Thì này hoàn toàn nhìn vô là thấy rồi đúng không? Các bạn thấy là cấu trúc chúng ta vẫn đang giảm xuống, đáy vẫn là thấp hơn này, đúng không? Chẳng có gì gợi ý để mua lên hết. Thành ra là cái nhịp hồi này của GU là theo mình thì các bạn có thể bỏ qua. Bỏ qua ha. Thì lúc này á, cái khung H4 nó có vẻ như nó đang đồng thuận với lại cái khung tuần. Là đồng thuận như thế nào? Nó đồng thuận rằng là khi mà giá đi lên khúc trên này thì quán sắp mặt thì đổ xuống. Thì nếu mà trong trường hợp sang tuần sau tiếp tục là như vậy và khung tuần nó breakdown luôn thì nó sẽ tiếp tục là gì? Đồng thuận với cả khung tuần vẫn lẫn cả khung ngày và lẫn cả khung H4 luôn. Thì như vậy á, tóm lại là gì? Sau khi dò một hồi thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục bán GU ha. Ok,
Rồi, tiếp theo vàng. À, 2006 rồi. Rồi vậy thì nếu mà như vậy thì chắc chẳng có lý do gì để tưởng tượng đến cái chuyện là giá vàng nó sẽ đảo chiều đâu hả các bạn? Đúng không? Có lý do để tưởng tượng không? Đóng rất là cứng ở vùng giá cao luôn nè. Vô tới cái fair value gap của cái đồ thị tuần. Đúng không? Phản ứng nhẹ cái có lùi xuống rồi lấy sức bung lên. Rồi như vậy thì theo mình nghĩ nếu mà nó bung mạnh á thì nó xuyên qua cái ngưỡng này là chuyện rất là dễ ha. Nó xuyên qua ngưỡng này là rất là dễ. Như vậy thì còn cơ hội nào hay không? Thì thực ra mà nói nha, cơ hội thì chắc là vẫn có. Nói chung là mình cũng có thể cân nhắc chuyện là lùi xuống test lại value gap nè, đúng không? Gap nè, đó. Đang tạo những cái đoạn gap rất là kinh khủng, nó cho thấy là phải mua áp đảo hoàn toàn phải bán. Maybe là nó sẽ chỉnh nhẹ cái, sau đó nó đẩy lên như thế này, sau đó nó sẽ mới lùi về. Như vậy thì nếu như mà mình là các bạn á thì mình sẽ không có vội vội vàng vàng để mình vô mình sell đâu ha các bạn. Đây phe mua đang áp đảo quá là dữ dội luôn, chúng ta không thể bán được nha các bạn. Nếu các bạn muốn bán, các bạn phải chờ giá nó xuyên được cái kháng cự phía trên này để nó chính thức xác lập cái đáy đỉnh mới, thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc trên cái sóng đáy đỉnh mới này để chúng ta xem nên mua hay nên bán. Còn bây giờ theo mình mà vô bán á là sẽ rất là dễ đi ha. Giờ đây là thấy rồi, không cần phải tranh luận ha. Ok, trên cái khung ngày thì nha, xem thử sau khi lui về, chưa lui về được đến đây đúng không, mới cái vùng trên này thôi, test rất là nông đẩy lên. Hiện giờ cái nhịp đẩy lên này chúng ta cũng không thấy có gap, nhưng mà cái cây cuối cùng ở trên cái khung D này thì lại khá ấn tượng. Nếu như tuần sau mình từ cây này nó đi lên luôn thì chúng ta sẽ có cái gap mới. Có cái gap mới xong thì chúng ta có thể kỳ vọng nó về, nó test cái gap rồi đi lên tiếp. Đó, đó là follow theo xu hướng ha. Hôm trước chúng ta đã hôm trước cách đây chắc có khoảng hơn đúng một tuần đó thì mình có khuyến nghị các bạn là cân nhắc để chúng ta chốt lời nè. Thì sau khi chúng ta chốt lời xong thì nó cũng hình thành cái gì, cái nhịp test, có điều test quá nông, không biết là các bạn có bắt được cái nhịp tăng hay không thì mình không biết ha. Ok, trên H4 có gợi ý gì hay không? Có vẻ như là cũng không có gợi ý gì. Về test lại ha, đây test lại kháng cự rồi, kháng cự tiếp tục đi lên, tiếp tục break out nhé, quên. Break out khúc dưới này không có gợi ý gì, sideways như thế này cạn cung lại lên. Ok, ngay sideways ở đây maybe là có thể sẽ test lại cho các bạn cái order block này. Oh, sẽ quay đây vừa test order block này rồi đi lên tiếp. Rồi các bạn chú ý cái việc đó nha, các bạn chú ý cái setup này trên H4 ha. Nếu mà cái chuyện này nó có thể xảy ra thì mình nghĩ là một cái cú buy để mà nó vượt 2080 này sẽ rất là ổn để cho các bạn có thể follow. Ok, thì cái bài hôm nay cũng đã tương đối dài ha. Sang tuần thì mình quay lại, bắt đầu làm việc lại thì mình sẽ cập nhật những cái diễn biến mới trên cái diễn đàn cho mọi người ha. Còn hôm nay đến đây kết thúc. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài nhận định từ tuần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.